xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quá trình mình độ một cái màn hình CarPlay của màn hình Android lên trên cái con Formando 203. Ở đây là mình dùng cái đầu cũng chỉ được 7-6-7 inch thôi, nhưng bây giờ mình sẽ đổi một cái màn hình Tesla. Các bạn theo dõi trong quá trình độ mình sẽ làm gì nhé. Tất cả cửa sổ điều hòa có thể điều khiển được tự động hết. Tất cả có thể bạn điều khiển tự động hết. Trong quá trình độ này, cái thời gian độ chắc cũng phải lâu đấy, cũng phải 4-5 tiếng. Cái tổng chi phí mình đang dự tính là 10-15 triệu. Thế trong quá trình độ thì mình ta sẽ toàn bộ những cái cửa gió điều hòa này sẽ bằng một cảm biến hết. Và tất cả cái này chúng ta sẽ thay bằng cái màn hình để chiếm toàn bộ cái không gian của cái màn hình hình thế này. Đây là cái nguyên bản của nó từ những đời 2003 đã tương đối cũ và đó. Dù ở đây mình đã có cái màn hình nhưng mà cái màn hình này nó không được điều khiển bằng giọng nói cũng như là có thể có những tính năng tốt nhất của cập nhật của những năm 2011-2022 như này. Thì trong quá trình độ thì có thể thấy ra chúng ta hãy đón xem trong quá trình hoàn thiện như nào nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo và chúng ta cùng theo dõi xem quá trình hoàn thiện. Nếu hay thấy hay các bạn ấn like và đăng ký kênh để theo dõi quá trình độ xe của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ở đây chúng ta sẽ còn hướng dẫn một số cái độ như là độ cảm biến absolute load hay là độ cái màn hình hắt kính lái. Có rất nhiều cái clip để mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các bạn hãy đón xem nhé. See you. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách độ cái đèn pha bi laser của Auzoom hoặc là của mình đang định dùng cái đèn Megalodon để chiếu đèn pha và cốt ở trong cái đèn này. Ở đây chúng ta vẫn là dùng đèn led và một cái đèn bi, nhưng mà mình muốn làm cái, đây là mình đã độ đường led mí rồi chạy theo cái Audi, nhưng bây giờ mình muốn làm thêm cả led angel của BMW và một cái đèn Megalodon bi laser. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách 200m có thể nhìn được bộ đèn pha sáng, đèn pha cốt để quá trình độ xe như thế nào và hướng dẫn cái đèn như sao, mình sẽ hướng dẫn clip tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Quá trình độ này sẽ cũng mất khoảng 2-3 tiếng đấy. Chúng ta hãy sẽ đón xem để xem quá trình lột xác của bộ đèn chúng ta sau khi đã nâng cấp khoảng 15 tuổi cho mình thấy thế nào. Các bạn hãy đón xem nhé. Nếu thấy hay hãy đánh like và đăng ký kênh mình sẽ hướng dẫn clip. Và thứ hai là chúng ta cùng xem quá trình độ xe của một cái xe đời tống này, khi nó hoàn thiện tất cả quá trình gói độ thì nó sẽ hết bao nhiêu tiền, và thứ hai là quá trình lột xác của cái xe như nào. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo. Hãy đăng like và đăng ký kênh mình nhé. See you. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái đèn để chiếu cái chân cửa. Cái này rất là dễ lắp thôi. Các bạn lắp một cái đèn vào cái góc bên này. Sau đó có một cái cảm biến ở đây. Các bạn nhìn một cảm biến, đây chính là cảm biến. Khi bạn đóng vào thì nó sẽ tự tắt. Khi nó quan trọng là bạn trùng khớp nhau. Đấy. Và đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Các bạn sẽ thấy nhé, khi mình đóng cái cửa vào này. Là sao cái đúng cái chỗ đôi cảm biến. Đúng cái đầu cảm biến này, nó sẽ tự tắt. Đấy, khi mà mở ra nó sẽ sáng ra. Cái này bạn mua trên Shopee rất là đơn giản thôi. Ánh sáng rất là đẹp. Chiếu trên chân đèn rồi buổi tối nó sẽ rất đẹp hơn. Tùy theo biểu tượng gì các bạn có thể đặt nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các chi tiết tiếp theo. See you. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy hay, ấn like, đăng ký kênh và mình sẽ hướng dẫn các bạn clip tiếp theo về độ xe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Three days later.